mọi người thì bên em Salome em lại về cho mọi người một số cái cây mới cực kỳ đẹp các mọi người ơi. Đây mọi người ơi, mọi người thấy cây cây có bông hoa đỏ rực em đang cầm trên tay không? Đẹp chưa? Mọi người đừng nhầm tưởng nó là lá nhá, đây là hoa của nó đấy mọi người ạ. Và cái hình dáng hoa khá là giống lá, hoa và lá có hình dáng khá là giống nhau. Còn về phần nhĩ của hoa này mọi người nhìn rất là đặc biệt. Thì cây này thì nó đã có từ rất rất lâu rồi mọi người ạ. Từ cái thời xa xưa thì cây này được dân gian ưa thích và gọi là một cái cây với một cái ý nghĩa may mắn, đó chính là cây trạng nguyên. Trạng nguyên đó chính là đỗ và được sự nghiệp công danh. Và cái cây này có một màu sắc đỏ tươi như thế này đem đến nhiều may mắn đem cho mọi người này, thì nên là sẽ được mọi người gọi là cái cây trạng nguyên mọi người ạ. Thì cái cây trạng nguyên này nó có một cái màu sắc khá là thu hút và được nhiều người yêu thích sử dụng để tặng vào các cái dịp lễ Tết hay là dịp chào mừng nhà mới đó. Vì bởi thế mà cái cây này được rất là nhiều mọi người yêu thích và để trang trí trong nhà này. Cùng với em và Salon Cây Đời tìm hiểu về cái cây đặc biệt này nha mọi người ơi. Về chưa hết ấy, về đặc điểm của cây này, cây này nó còn là một cái loài cây thân đứng nè mọi người. Thân của nó cứng cáp, tỏa ra những cái nhánh nhỏ khác nhau và nhánh của nó ra rất là nhiều hoa của nó mọi người. Nhìn này, gốc của nó ra rất là những cái nhiều nhánh hoa đỏ nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này đây. Lá của nó ấy, thì nó có một cái hình dáng bầu nhiều răng cưa này, không hẳn là tròn hẳn đâu mà nó sẽ nhọn ở đầu. Ở trên này nó có phủ một cái lớp nhung mỏng nha mọi người. Hoa cái phần cánh này của nó cũng thế, nó sẽ dày hơn lá và mỏng hơn một, nó sẽ gọi là nhiều gân hơn này, thì cái luồng gân khá nổi bật đó. Có hoa là gì ơi, nhìn giống cái gì đó nhưng mà nói chung là nó rất là đẹp. Cái cây hoa trạng nguyên này ở bên ngoài nó còn đỏ hơn trong video rất là nhiều mọi người ạ. Cái màu đỏ tươi luôn là tính là tượng trưng cho sự may mắn nhất mọi người. Thì cây trạng nguyên này nó còn có cái tên gọi khác là cây nhất phẩm hồng, thì cái tên cực kỳ hay, là một loài cây nó thuộc họ thầu dầu nha mọi người. Thì này, cái cây này nó có nguồn gốc từ châu Phi và châu Mỹ và nó đã được du hành vào Việt Nam từ rất lâu rồi và đang được mọi người săn đón rất là nhiều. Bởi vì cây này gần đây khá thì nó cũng gọi là một cây khá là hiếm thấy, bởi vì ngày nay đang có rất là nhiều các loại cây cảnh phong thủy khác nhau nên là cây này ít thấy mọi người. Và nhưng mà để có mà có được một cái cây này trong nhà ấy, thì cái người đó sẽ được rất là nhiều sự may mắn đó mọi người ơi. Thì cây trạng nguyên này nó còn là một loài cây thân gỗ mọc cụt và có chiều cao từ khoảng 40 cho đến 60 cm mọi người. Đây cây này nó đang có chiều cao khoảng là 40 cm mọi người ạ. Nó có được trồng vào trong một cái chiếc chậu nhỏ như thế này, một cái gốc rễ còn khá là nhỏ, mọi người có thể trồng vào trong một cái chậu ở tùy sở thích của mình và đặt trên những cái bàn đó, đặt trên những cái bàn trong gia đình, nó sẽ làm nổi bật, nổi trội và hút mắt trong ngôi nhà của mình. Cái cây này ngoài cái màu sắc đỏ ấy ra, cái cây này còn có cực kỳ là nhiều màu, ví dụ như là màu cam, màu hồng hay là màu trắng. Vì màu hồng ấy thì cái phần hoa của nó, cái cánh hoa nó sẽ có màu phớt hồng hay màu vàng, màu trắng cũng như thế. Thì đặc điểm chung của hoa trạng nguyên này thì nó sẽ phần non ở đỉnh và thường có màu khá là đỏ sáng và chuyển sang màu xanh cho mọi người. Đây là cái phần non này mọi người ơi, và già dần nó sẽ từ non rồi sang xanh đỏ rồi nó chuyển sang xanh. Cái điểm đặc biệt nhất của cây này đó chính là cái phần hoa và lá của nó mọi người ạ. Có thể mình sẽ nhầm lẫn về cái hoa của nó, chắc là vừa rồi em đã nhầm lẫn với mọi người rồi. Đây là cái phần lá của nó chứ không phải phần hoa của nó đâu mọi người. Hoa của nó mới là cái này nè mọi người ạ. Hoa của nó là cái phần trung tâm này mọi người ơi. Đó, hoa nó chỉ có nhỏ như thế này thôi, còn đây mới là lá của nó, đây là lá non của nó chứ không phải hoa mọi người ạ. Lá của nó sẽ non như thế này và dần nó sẽ to, to hơn nữa. Và cuối cùng là nó chuyển sang xanh, xanh thẫm dần đó. Thì cái cây này mà nhiều người thì nó sẽ thường nhầm lẫn, không phải riêng chỉ mình em mà
từ video là em đã giải thích cho mọi người đó chính là lá của cây chứ không phải là hoa của cây đâu mọi người ơi. Thì cây này thường nở vào cái dịp lễ Tết mọi người, những cái bông hoa màu đỏ nhỏ hay là những cái bông hoa, đây là bông hoa của nó thì nó có một chút màu vàng xen lẫn với cái phần nhụy đỏ bên trên này, nó sẽ tạo cái điểm nhấn cho cây hơn chứ không phải là một cái màu đậm đơn điệu nữa. Mà mọi người đều biết là cái màu vàng thì là dễ phối hợp với màu đậm đúng không, thì cái cây này nó lại đạt được cái sự tinh tế và đẹp đẽ như thế. Thì vào các dịp Giáng sinh hay là gần Tết thì những cái bông hoa này thì rất là đặc biệt để đem đi trưng trong nhà hay là tặng hay là đem để về làm để co tiểu cảnh trong khu vườn của mình. Thì với cái tốc độ sinh trưởng nhanh này, với cái màu sắc tươi sáng và đầy sức sống thì cái cây này nó là một loại cây cảnh cực kỳ được ưa chuộng rất là nhiều đó. Cây này mà mọi người trồng ví dụ như là trồng bên viền làm rìa ban công cho ngôi nhà hay là vào cái lối vào ngôi nhà của mình ấy, tạo thành cái đường lái thì lúc mà nó nở ra những lá non như thế này, những cái lá non này nó mọc ra này, nó sẽ khiến cho cái đường đi của mình đỏ rực lên, làm cho ngôi nhà của mình bừng sáng hơn. Cái ngôi nhà của mình nó sẽ có sự nổi trội. Ngoài ra cái cây này nó còn có rất là nhiều ý nghĩa đẹp, thì mọi người hãy cùng em tìm hiểu về những cái tầng nghĩa của cái loài cây đặc biệt này nha. Thì cái trên thế giới này thì có khoảng 109 cái loài cây hoa trạng nguyên khác nhau. Đây là một trong số 109 loài đấy, không chỉ cái có màu đậm mà các loài màu sắc khác cũng có rất là nhiều. Nhưng mà ở Việt Nam hiện tại thì nổi trội nhất là cái loại hoa trạng nguyên đỏ như thế này. Đó. Thì cái này nó là một trong những cái loại cây là gọi như là phổ biến nhất rồi, về một số cái loại màu khác thì nó sẽ khá là hiếm thấy ở bên nước Việt Nam mình. Nhưng hầu như là bên mình thì em thấy hầu như chỉ có màu đậm thôi mọi người ạ. Cái ý nghĩa phong thủy của cây này thì cực kỳ đẹp, về sự tích và cái tên họ của cái cây trạng nguyên này nó sẽ gắn liền đó. Mọi người có biết về sự tích cây trạng nguyên đúng không ạ? Ngoài cái cây cây và đỗ quyên mà em đã giới thiệu đến mọi người về cái sự tích của nó, thì cái cây này nó cũng có một cái sự tích riêng của nó, thì từ đó nó đã đem đến cho cái cây là một cái tên, đó chính là cái cây hoa trạng nguyên. Thì nó trạng nguyên thì mọi người thường biết nó gắn liền với cái trường học vấn. Thì tương truyền có một học cậu học trò trên đường ấy, thì đi thấy một cái cây xanh mọc ven đường thì liền mang về đi cùng và đã đỗ cử nhân cho mọi người. Lá của cây này từ cái màu đỏ chuyển sang màu xanh, và khi từ đó thì đậu này cái cây này thì qua cái câu chuyện của Tết đó, và cái cây này nó được mang danh đó chính là cái cây hoa trạng nguyên. Nó thể hiện sự may mắn, đem đến thành công và sự may mắn trong thi cử đó. Với cái gam màu tươi tắn như thế này này, với cái màu sắc đỏ được rỡ và đằm thắm như thế này, thì cái cây này nó lại còn mang đến nhiều vận khí và tài lộc cho mọi người. Thì cái cây này thì nó có khả năng bài trừ các cái năng lượng tiêu cực này, thu hút được sự thịnh vượng và thành công công danh trong sự nghiệp này. Tại ở các nước phương Tây ấy, thì cái loài cây này được gọi là cái cây giáng sinh nha mọi người đó. Cái màu đỏ đặc trưng gọi là cái cây giáng sinh, người mùa giáng sinh, thì cái cây này được dùng làm trang trí cực là kỳ là nhiều. Nó còn là có thể kèm theo các cái sự ở cái đồ vật trang trí xung quanh. Còn cái hoa này nó còn có thể làm để trang trí vào những cái vòng vòng Giáng sinh ấy mọi người, để trang trí trước cửa nhà cực kỳ đẹp luôn mọi người ơi. Bởi thì cái hoa này nó thường nở được trôi khá là lâu mọi người ạ. Cái cây này hoa và cái lá của nó sẽ ra liên tục và cực kỳ lâu, trôi được rất là lâu luôn mọi người. Và cái cây này cực kỳ hợp với những cái người mệnh mộc và mệnh hỏa. Những cái người mệnh hỏa mà trồng cây này sẽ giúp giảm thiểu được những cái tiêu cực này, kiềm chế được sự nóng này và giúp cho sự nghiệp của họ ngày một đi lên. Người mệnh mộc cũng thế, người mệnh mộc mà trồng được một cái cây hoa trạng nguyên như thế này sẽ đem đến cho họ cực kỳ nhiều sự hanh thông và niềm vui trong cuộc sống. Mọi người hãy rinh ngay được một cái cây hoa trạng nguyên đẹp như thế này để cho ngôi nhà của mình thêm rực rỡ nha mọi người. Cây này bên em đã sẵn rất là nhiều, bởi vì cái vườn vườn nhà em đang có nhiều mà shop em hôm nay mới lấy về.
Mọi người hãy qua ngay showroom cây đời tại 39 Trần Bình, Mai Dịch, cầu Giấy, Hà Nội, ở ngay đối diện phường Mai Nhất Phường với mọi người. Còn là mọi người có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hotline, em có thể ship ngay cây này cho mọi người nha. Mọi người mua nhiều thì sẽ được ưu đãi nhiều, ngoài ra còn được rất là nhiều phần quà đẹp nữa. Đó. Thì cảm ơn mọi người đã lắng nghe cái clip chia sẻ vừa rồi của em. Thì mong là mọi người sẽ biết thêm về cái loài cây đẹp và ý nghĩa như thế này. Cảm ơn mọi người đã xem. Bye bye mọi người.